chuẩn bị 30/4. Sầm sơn thì chuẩn bị bắt pháo hoa. 22/27. Chuẩn bị chào đón hè. 27/28/27. Mới năm ngoái có pháo hoa đấy, là lần này sắp đến. Năm ngoái phải em đi xem đúng không? Ở gần thì chạy ra quê. Nhà Trang cũng đi cả nhà. Lúc đó là nhà Trang thuê khách sạn mô gần nữa, xong rồi ở trên đường ngắm thôi, tại vì cô nít á. Ở dưới đường thì đông, đông lắm. Thuê cũng có mấy trăm rồi. Hơn 1 triệu bạc là cô rồi. Phòng với sơn rỉa bèo rồi. Nó không như những nơi khác mô. Ở Sầm Sơn là du lịch rỉa nhất rồi. Chỗ nước có cả bể bơi á, bể bơi cho nít bơi á, rẻ lắm anh ạ, có hơn 1 triệu, ăn sáng buffet các thứ. Ờ đúng rồi, phải đặt trước trước đi anh ạ, cái chỗ nó rẻ chỗ trong này không được. Đứa gớm, FLC là cũng phải nói chuyện, mình chưa. Rỉa à? Ai mà mấy mà rỉa em chưa giờ. Có cái là cái gì ạ? Đi ra biển các thứ nó xa, xa lắm so với khu. Có là có cái, mấy đợt nhà chị thuê được phòng rẻ thì còn có những cái đợt mà có cái đợt ở em FMC mà rỉa. Mà có một cái đợt đó, không biết đợt nó làm ra mà phòng hắn đắt á. Mà nhà chị FMC mà rỉa. Có mấy ngày có 4 ngày mà hết 24 triệu các em ạ. Đứa là thuê cả nguyên căn chứ căn. À ở trong FLC chứ không phải là ở FLC mà người ta hay ở cả cái khách sạn to không phải ở trong khu quần khu của hay là có nhiều ờ ờ đúng không chạy thuê villa đi ờ thì thuê villa lắm có được đắt lắm nhưng mà về sau này thì lại được thuê được lại rẻ này. À đây nhà chạy thuê 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 villa em tưởng ở trong chủ FLC to to thế mình chưa vô FLC luôn à. Nó buồn lắm. Chỉ có ăn với hát karaoke suốt ngày thôi. Còn ra biển xa lắm. Ở mẹ ngoài đây vẫn nhanh. Ở khu ngoài đây, bên ở đây ra đây sẽ đi chơi biển luôn. Ở khu mét một xe đi xa chát. Đúng là cô cầm ra chứ. Ông biết cái là nó chìm hẳn. Được chưa đổi được mà. Cái là gì á? Mày chờ sang tên đổi chủ đâu. Mắt anh sáng, dáng anh hiền. Anh ôm bao tiền của dân. À, chuẩn bị xuống ăn cơm đi, trời vọng lắm mấy giờ. Có cơm chưa? Anh làm bỏ cuốn rồi nhưng mà hình như có cơm rang rồi, nghe giọng cơm rang hay là không biết. Không biết là cơm rang không thế. Tối lắm. Không biết mọi người bây giờ còn lấy số không? Đây này, số cơm này. Em nên phải ghi lại cái số cơm này. Số cơm đến số 7 là hết ạ. Tí này không biết nó lộn giờ. Hít được 3 cái đi thử hít rồi. Em không hít được cái mồm ạ. Không hít được cái mồm vậy kiểu không có sức ạ. Cái mày ngồi nhiều câu người lắm. Cơ kiếp là không xảo đấy hiểu không? Mình ngồi đâu mình không biết anh Trung. Mình ngồi mình có ăn rồi béo. Chờ xin đi. Trong mấy tiếng còn vào ấy. Nhớ rồi.
thuê là cái màu tạp hóa. Ủa. Và là ý là tất cả màu trên được một chiếc. Có hai ba màu. Chuyện thật ta như sao cứ đêm rồi đi thật nhanh. Nhiều thời kia đến nay giống như chuyện về chiếc lá. Người này khóa nhà à? Đeo đeo tắt ở đây đi tưởng cô tô ấy. À, anh Long trốn mùa. Không có cơm cho nó bụng lắm. Nghe ai cũng giọng Trang biết phải không? Cơm chi anh? Cua cơm chi anh? Có chưa? Thấy em kêu một chỗ ăn cường. Cua cơm mà không biết là cơm chi cả. Đuối lắm. Chắc là cơm ra mới còn cơm kia làm sao đến sớm rồi. Đuối vàng mắt rồi. Chỉ những cái đề định cua. Đuối vàng mắt rồi. Xuống chờ cơm. Xuống ăn cơm. Xuống nặng năng lượng. Chuyện thật ta như sao không thể thật đi thật nhanh. Ôi ơi, không thể view video. Ôi, nhầm hạt đây ạ. Eo nhầm kinh. Mấy phút? Mấy phút? Nhầm quay 8 phút, 9 phút. Trời đất ơi, nhầm hạt. Này thì cơm này. Này thì xuống mà ăn cơm này. Dạ, dạ.